Chào anh nhá. Em chào anh. Xem ở trên mạng anh mấy tháng nay rồi mới mới dạ vâng. Thấy bảo là em bảo là ở trên trang Loa Kéo Xanh. Vâng. Bảo là điện hôm qua mới về. Mới điện anh em về nhà. Thế thì anh đã có được danh hiệu huy hiệu phần cứng trên Loa Kéo Xanh chưa? Nói chung là mình mới tìm hiểu thôi mà. Thì có thằng em nó bảo thì anh về cứ lấy thì có gì thì nếu như mà nghe được thì ok em, thì về em cũng lấy. Ông anh lấy trước ok thì ông em lại lấy sau. Mấy anh em là đều ở nước ngoài chứ không vâng ở nhà đâu. Thế vâng mới về đây mình mới về nước hôm qua. À anh vừa về nước xong đấy. Đây 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 nhà đây cơ. Đúng coi như là mấy thằng bạn ở nhà bảo là không biết là hỏi ở trên mạng hay là có chắc chắn không hay là sợ lừa sợ đúng không anh, lừa đảo loại kia. Vâng. Nhưng mà vài hôm nay nhìn thấy đúng đúng nghĩa là đúng người đúng người rồi, đôi loa rồi, loa chưa biết đúng hay không, chưa biết là đúng hay không người. Đấy, đúng rồi, gọi là cái chất lượng loa thì mình nghe thì là gọi là để mình nghe thực tế cơ. Vâng. Ở trên thu, nghe qua mạng chỉ tham khảo trên thôi, mạng này thì mình chỉ tham khảo thôi, đúng, đúng là rồi như thế. Thế còn phải thực tế mình nghe. Vâng. thì mới biết được. Nói chung em đến cái giờ này nó hơi buổi trưa tí thì không biết là không, có làm phiền giấc sao, ngủ của anh không? Tại vì là mình thì là hẹn gọi là anh em nhân viên là đến vì đến ngày mai là mình có việc, mình không có ở nhà. Vâng. Là phải trong nội nhật trong ngày hôm nay. Vâng. Mình mới có nhà được. Dạ vâng. Thì chúng em thì có đơn thì cũng chỉ muốn giao sớm thôi. Nhiều khi nó có những cái sự cố này mời kia thì nó cũng em phải vào trong nhà. Dạ vâng ạ. Ui, không biết nhà anh đẹp thế. Nó cũng bình thường vừa khuôn viên thì không phải quá rộng rãi nhưng nó mà thiết không, kế rất không, là đẹp, không phải rộng rãi. Em còn dặn bảo là em trên mạng đấy là vâng cùng là anh em cùng làm với nhau. Vâng. Bảo là anh về xem là nghe xem là như thế nào được là em về là em cũng lấy luôn. Vâng. Bảo là thế rồi anh về trước anh hỏi xem là anh em là người ta mang tới mình nghe thực tế như thế nào. Vâng. Mới có thể trả lời được. Vâng. Thế có khi là tranh thủ trời nó đang tạnh giáo anh em mình hạ loa xuống vâng để chơi luôn anh nhỉ. Vâng. Thế mời anh em. Lúc sáng mình điện thì thấy bảo anh em đang trên đường cao tốc xuống. Vâng. Thì bảo là đi bảo dưỡng xe gì thì chưa xuống được. Với tầm này cũng gần Tết cho nên là chúng em cũng bắt đầu đơn nhiều rồi. Đây xong của anh cái này lại sang bên Quảng Ninh này. Ra con 9900 của bên trong này. Chính ra là cái loa Isophone 9920 này là rất có duyên với lại nhiều anh đi nước ngoài về mua đó. Không, nói chung là mình cũng là gọi là chưa được gọi là nghe chính thức. Vâng. Được nghe như thế nào nhưng mà mình thấy coi như là thấy người ta mua cũng đông lắm. Thấy người giao nhiều. Thấy giao nhiều. Mình không biết là chưa biết là chất lượng thế nào. Cũng có sự tin tưởng. Các anh cứ ở bên Nhật mới ở bên Đài là xem không nhiều. Thực tế là đấy, mình xem trên trang web nhiều. Thế dạ còn vâng để mà mình có thể mình chưa có cơ hội nghe thực tế, mình vâng hát đấy hò này là chưa có. Qua mạng thì chủ yếu là cái sự tin tưởng cảm nhận thôi chứ còn về cái trải nghiệm thực tế thì nó không có. Nghe gọi là mình nghe vừa tưởng tượng ra âm thanh nó như thế nào. Thế là hôm qua anh mới ở nước ngoài về đấy ạ. Ừ, hôm qua anh mới về 2 giờ chiều mới về nhà. Thì bảo là về nhà điện về nhà cái điện rồi là có xanh luôn, là đặt luôn. Ở bên đấy là hỏi rồi. Vâng. Nghĩa là hỏi cũng tìm hiểu trên mạng rồi nhưng mà gọi là về nhà là mình thực tế. Vâng. Ở nhà thì mình thấy nó như thế nào thì mới là vâng cùng mấy anh em ở bên kia. Nên là anh em thì nói chung là làm cùng thôi mà. Vâng. Công ty thì cũng đông 5-60 người Việt Nam cơ. À. Thế là anh em cũng tìm hiểu qua mạng. Vâng. Thế là thấy gọi là dòng về dòng Loa Kéo Xanh là trang web của mình là nó cũng uy tín. Dạ vâng. Thế nên là cũng thấy chở đi nhiều nơi đó. Vâng, cả chúng em gọi đi hết luôn, các tỉnh miền Bắc là đi hết rồi đấy, chưa có tỉnh nào chưa đi cả. Cả đấy cho xuống thuyền ghe xong đi chỗ nọ chỗ đúng kia. Đúng ra cả biển đảo thôi. Đấy, ra biển đảo nọ kia. Biên giới hải đảo là đi hết rồi. Còn về mình đây thì quê hương của mình đây thì thấy là ít, thế nhưng mà cũng có. Nghĩa là cũng không ít rồi ạ. Thỉnh thoảng thấy là ví dụ như chỗ Hải Dương chẳng hạn thì cũng thấy mấy người thôi chứ chưa thấy mua nhiều. Thế là như Dương Hải Dương như sáng nay chú em giao 2 con 9900 sáng nay. À, nhưng mà 2 khách bên đó thì yêu cầu là không quay. À. Tại vì người ta cũng làm những công việc trong nhà nước hoặc là công việc nhạy cảm nên là khách
khách hàng là yêu cầu là không lên hình. Bởi vì là cái quay này nó là cái cá nhân và chúng em cũng phải hỏi trước. Cũng có trước những đó. Khách hàng như anh chẳng hạn thì thích giao lưu với chúng em, nhưng mà cũng có khách hàng thì muốn bảo mật thông tin hoặc là có thể là người ta ngại lên hình. Tùy từng khách hàng, từng công việc, người công việc người ở nhà người ta có thể là một cái lý do gì đó, đúng không, không muốn giống cá nhân thôi. Phô trương, còn thực ra như này cũng anh em cũng gọi là quay như này thì cũng thực rất là để gọi là cái ví dụ như mà mình muốn bán hàng cái ngoại giao của mình như nào thì cái khách hàng người ta có tin tưởng thì lên mạng chẳng hạn cũng như mình thôi. Mình lên mạng mình thấy xem các chương trình video ấy, các cái như này thì cũng thấy nó cũng hay. Thế thì từ cái đó thì bọn em là cái để coi như là giống như kiểu cái tiếp thị để đúng mình, rồi anh ạ. Mình mới có thể bán được hàng. Đúng mà rồi. Phải có cái độ tin tưởng. Đúng rồi. Đấy thì khách hàng người ta tin tưởng thì ví dụ như tôi mua hôm nay thì tôi thấy là cũng được thì tôi tin tưởng thì tôi giới thiệu cho ông khác chẳng hạn. Chính xác. Như thế thì thì mình mới bán được hàng. Đúng đấy rồi. Chứ còn nếu như mà mình bán hàng mà thì hôm nay mang đến ông này nhưng mà nó lại là không có cái độ tin tưởng lắm. Đúng rồi. Thì sau lại không bán được hàng. Chính xác. Đấy, đấy nó là như thế. Còn mình thì mình gọi là thanh niên tính. Vâng. Thích thì là mua thôi. Đúng để rồi. Để xem là mua vào cũng để là thẩm âm. Vâng. Xem là về nhà thấy là nó như thế nào. Để vâng cũng, anh em còn ở bên kia thì và cũng bỏ thích con này. Em cũng mong là anh sẽ hài lòng với chiếc loa và có những cái đánh giá tốt về nó thì chúng em sẽ tiếp tục có những đơn hàng về đây. Tại vì như anh nói thì là chúng em bán hàng cũng vậy. Mà cái việc bán hàng nó như một cái việc lan tỏa ấy. Nếu như một sản phẩm tốt, dịch vụ tốt thì là khách hàng sẽ đón nhận, nhiều người mua hơn. Còn nếu mà sản phẩm mà kém hay là dịch vụ chăm sóc khách hàng kém thì nó thực sự là không thể có những đơn hàng tiếp theo được. Đấy như anh bảo là bạn bè anh em bên kia rất là nhiều người đang vẫn đã theo dõi Loa Con Xanh rồi và đã thích rồi nhưng mà chưa có cơ hội về để trải nghiệm, cũng như là chưa đến lúc mà mọi người quyết định là mua, nhưng mà cũng sẽ thông qua anh, giống như anh là chuột bạch đấy. Anh em coi như là cũng làm cùng với nhau ở Hà Tây, bảo em theo dõi cái này lâu lắm rồi. Vâng. Hơn năm nay rồi. Vâng. Thấy nó cũng hay mà chưa được có cái cơ hội, có dịp nào để về nghe. Vâng. Thế bảo là đợt này anh về thì thực ra số tiền thì nếu mà nói ở nhà thì nó cũng là một cái vấn đề về tiền. Dạ vâng. Thế nhưng mà như mình nghĩ thì thực ra bỏ một cái số tiền như thế và cảm nhận của mình thích cái cảm nhận âm thanh mình thích thì mình cái số tiền như thế mình cũng vẫn là vô tư. Vâng. Vẫn là có thể chấp nhận được. Đã thế vâng. Nhưng đương nhiên là với cái số tiền như thế thì mình nghe ở cái tầm nào. Thế có khi là như thế này nhưng mà bì với lại cái ví dụ dàn âm thanh nó 100 triệu hay 200 triệu. Đúng thì rồi, chắc chắn là không bì được. Đúng rồi. Chính thế nhưng mà ở cái gọi là cái tầm giá này, phân khúc cái tầm giá này đúng là rồi. Có thể mình nghe được chẳng hạn như thế. Đúng rồi, chính xác. Đấy thì mỗi một người thế còn mình thì là cũng tin tưởng vào cái dòng loa của Loa Con Xanh dù là chưa được trải nghiệm thực tế. Đấy, nhưng mà mình tin tưởng. Thấy cái độ tin tưởng ở trên mạng mà cũng thấy để mà mua dòng loa như này là mình nhìn thấy quay có những, hầu như là những cái video thực clip tế, quay thực tế mà mình thấy là hầu như là cũng không phải là đại gia gì để mua dòng loa này. Thế nhưng mà cũng có nhiều khách hàng mình thấy là gia đình quay nhà cửa rồi chỗ nọ trong kia, nghĩa là về một cái gì đó về mặt bằng xã hội là nó cũng phải là có tầm một tí. Vâng. Đấy thì người ta mới chơi dòng loa này. Đúng. Mình thì mình cũng nói chung là tiền thì không nói nhưng mà cũng gọi là thấy hay thì là mua về thì nhìn chung là chủ yếu đam mê đấy, đam mê thế. Vâng. Thì nói chung là để thử xem là ok thế thì anh em mình, anh giúp em nhấc cái này ra để anh em mình khui thùng ra để test loa này, nó hơi bị mút hơn một tí. Khả năng là mình phải bóc cái trên này ra. Vâng. Để mình lấy dao. Vâng, anh cho em mượn con dao. Mình còn biết là trung tâm của các bạn là coi như là ở trên Từ Liêm thì là đúng rồi, Nam Từ Liêm Hà Nội. Đây là bà xã. Em chào chị ạ. Có coi như là về đến mình thì khoảng tầm 2 tiếng 2 tiếng rưỡi nếu đúng đi rồi. Đi đường nếu không tắc đường thì là sẽ thấy đường thẳng mà coi như là không giao hàng, nghĩa là trên đường đi mình không giao hàng cho ai. Vâng. Nếu mà mình gọi là mình tiện đường giao hàng thì mình không biết được cái quãng thời gian. Đấy anh nhìn xe của chúng em đấy, đầy hết rồi, không có thêm đấy. Cái loa nào nữa. Thế nhưng mà đấy, nhưng chắc thì cơ bản là hôm nay là cầu Thanh Trì, chắc là chúng em phải đi quốc lộ 1A ấy. Ừ. Đấy là nó hơi lâu hơn một cái đoạn đấy. Như này là chiều nay là thằng bạn nó xem video ngay. Chiều nay là
Chiều này nếu như mà anh em mình mà đưa lên mai nhận mai thế mai sẽ là lên nếu video. Như chiều nay mà đưa lên là nó xem ngay. Vâng. Thời đại công nghệ nhanh lắm, cách xa hàng nhiều nghìn cây số nhưng mà nó chỉ có một cái thao tác là kết nối được hết. Đấy. Cũng nhờ công nghệ anh em mình gặp nhau chứ. Chứ nếu không như ngày xưa thì chắc là chẳng bao giờ mà anh em mình gặp nhau để biết được cái sản phẩm như thế này. Đúng rồi. Mùa mưa gió nó ra chúng em bọc hàng cũng rất là kỹ. Thế bảo là sợ là anh em còn dính mưa. Mưa thì có thể ướt người nhưng mà loa thì không thể ướt. À đúng rồi. Để em đấy, đưa vào trong. Dạ, vâng. Anh lấy giúp em muộn một ổ cắm nhá. Đây rồi, ổ cắm. Dạ, vâng. Đây rồi. Mình cũng xem ở trên mạng thấy là phải có ổ cắm ra. Về nhà hỏi vợ có dây điện dây đóm nhà mình có không, bổ đầy. Cái này cũng xem ở trên mạng cũng thấy anh em mà đến mà kiểm tra loa mang dây điện dây đóm. Vâng. Bà xem rất là nhiều. Bà đi chơi bà ơi. Thông thạo hết các bước rồi. Không, cũng gọi là cũng tìm hiểu qua thôi chứ còn cũng chưa gọi là thông thạo cả. Để mình sang gọi ông hàng xóm ông thẩm âm. Vâng. Anh xem hàng xóm có ca sĩ đã gọi hết sang tiết loa anh ạ. Anh nhìn hình thức của loa anh có ưng không? So với lại anh xem trên mạng và hình thức thì nhìn là cũng khả năng nó nét hơn. Anh cảm thấy như thế này độ to của nó như này có to quá không? Không, to thì mình nghĩ là khả năng to thì nghe nó hay được. Đấy, còn thực ra nếu mà mình ở bên kia mình mang cái loại nó nhỏ tầm này thôi. Đúng rồi. Thì gọi là chỉ để mình nghe nhạc trong nhà thôi. Chính xác. Chứ còn để mà hát thì nếu mà để nghe nhạc thì nhỏ là mình nghe tí tách là nó ok rồi. Đấy. Thế nhưng mà để mà to nó cộng hưởng được cái giải trầm mà hát nó tiếng mic của nó ok thì là không gian nó cũng phải tương đối là lớn. Với lại ở quê mình nói chung là nhà cửa cũng rộng rãi cho nên là để những cái đôi này là em thấy là nó cũng có hợp lý. Em mang tiếp nhạc cho anh nghe nhá. Ừ. Ta nối lại tình xưa.
anh lại làm bài nhạc sống đi. Làm bài nhạc sống cho nó. Cái nhạc này nó chơi tí tách lắm. Làm bài karaoke nhạc sống. Vâng, để em đi xa, bọn nó lại xa, nghe nó nhỏ nhưng mà càng đi xa nó càng sâu. Anh nghe những cái bài nhạc sống ấy, nghe nó lên được cái tiếng bát nó chết, nó nghe nó hay lắm. Rồi, này, vâng. Các bạn cái bát nó khỏe, nó đẩy đi xa. Đây, nghe những bài nhạc sống này, nghe nó khác hẳn luôn. Bật nhỏ vẫn hay. Những cái loa sự kiện thì bật to hay, bật nhỏ không hay, những cái này bật nhỏ nghe vẫn hay. Đó. Bạn nghe chắc đẳng cái nó hợp, hợp ghép là hợp lý. Đây nha, em bật rất nhỏ nhá. Đây nghe bát chắc nó vẫn lên bình thường. Tí tách. Mười cái mặt này có ảnh hưởng nhỉ? Này sơn đấy rồi, không gì. À không sao. Cái này nó là gỗ trung nước. Gỗ ván ép trung nước, không phải là gỗ không phải là gỗ MDF mà lo. MDF dính nước sợ dương gỗ này, gỗ nước thoải mái. Nó vừa là sơn bên ngoài chứ hai là bản thân cái chất gỗ này là gỗ trung nước. Không phải cơ bản là anh nhìn thấy bọn em là hay nên quay những mang loa đến gia đình ấy. Vâng. Là kể cả vùng cao và là các những cái anh hôm không nhầm các chú là mang cái bộ loa kéo đến cái nhà cái anh gì ở trên mặt trên này cũng chắc là vùng núi Bắc Cạn ạ hay là ở đấy mà chở ô tô đến khuân vào mà để sân vật mà nhà anh có nhà hơi to ấy đúng không? Nhà hơi to. Mô tả vậy cũng hơi nhiều. Hơi nhiều vì là hay nên hơi nhiều nhà như thế. Ta vào cái nick hay chương trình của các em hay xem thì hay ra các em liên tục. Dạ vâng, đúng rồi. Đã vào cái một cái em. Tại vì người ta biết là anh yêu thích thì người ta đề xuất ra thôi. Cứ đề xuất ra, đúng rồi. Còn vào cái nhà anh thì vợ chồng anh ấy thịt bò trâu, thịt bò mà trong xóm ấy, đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Anh ấy làm thịt trâu bò ở Mê Linh. Vợ bỏ về nhà hát thử đấy luôn. Rồi. Lên kia thì là trong nhà. Dạ vâng, cho trong nhà anh nhá, nó mưa to rồi. Đứng là nó mưa to rồi. Dạ vâng ạ. Đây là music của bốn dãy là của nhà tất đây. Của nhà. Trên là mic đúng không? Trên là mic. Thì cái bát của nó ấy, nó là hai cái này. Đấy, tại vì anh nghe trong nhà anh thì cái tiếng ù đấy. Đó là do cái phòng của mình nó bị dội âm rất là nhiều, nó đang chống cổ quá. Thì mình giảm nó xuống, nó sẽ hết được cái tiếng ù đó. Đó. Đây nó không phải tay đâu, này là một tu vít. Nếu mà móng tay thì được, hoặc là không có cái tu vít vậy. Đó. Hầu như cái này là nó tinh chỉnh, mình tinh chỉnh hết rồi đó. Đúng rồi, để mặc định này là nó hay nhất rồi. Kết nối ở TV cũng thế đâu. À cũng thế ạ. Cái ví dụ như mà mình bật đây mình ta kết nối của cái này chẳng hạn này. Anh tắt cái này đi. Mình tắt cái này đi thì đúng rồi. Mình bật cái TV nó cũng kết nối. Nó mới tìm được. Cứ nghĩa là anh phải làm sao đó để cho cái chữ Bluetooth kia BT kia nó nháy này. Nó nháy thì TV mới kết nối được, tìm ra được. Ví dụ như là nếu như anh mà tổ chức tiệc tùng ở sân này hoặc là chiều các thứ mà anh muốn hát nó hát lớn hát gọi là sảng khoái đẩy nó ra ngoài cái đứa ngoài hát. Mình đẩy nó ra cửa ấy thôi. Đấy, nó tiện là khoản đấy. Không. Chứ còn nếu mà loa dàn thì mình chỉ có thể một chỗ đấy, không. Một chỗ thì được. Nó không hay. Không cơ động được. Không hay được. Còn nếu mà nói mà để set up một cái phòng nghe mà nó lại chuẩn đi phòng karaoke thì nó tốn kém mà nó lại xấu. Tại vì gia đình mình sinh hoạt đâm ra là vẫn phải một cái phòng như bình thường. Thế còn để mà làm những phòng karaoke, anh vào quán karaoke anh biết đấy. Đúng nó rồi. Làm tường nhám xong thì đục lỗ xong thì bẫy khoang bát các thứ, dán thảm các thứ đủ kiểu. Đúng rồi. Thì nó mới ok được. Đây ngay cả anh em mình nói chuyện với nhau nó đã vàng rồi. Đấy. Hay là mình anh thử anh vỗ tay cái này. Đấy. Đúng rồi. Nó có tiếng vang. Tiếng vang rất lớn. Thì bản thân cái đó là nó làm dội âm. Mình cái bảo hành cái hàng à, cái này em bảo hành 4 năm. Thì đây mặt nhỏ thì có nghĩa là trong thời gian mà em bảo hành ấy thì tất cả những cái lỗi như là cái vang này, cái đẩy này, cái mic này, cái bo mạch điện tử, cái phân tần, tất tật các thứ. Là khi mà lỗi cái thì em sẽ đổi nguyên cho anh một cái mới. Ví dụ như là cái này lỗi đổi cho anh một cái cục này mới nguyên. Cái này cũng vậy, phân tần cũng vậy. Đấy, chỉ duy nhất là cái mắc cái chết ấy. Thì cái này là nó bình thường nó sẽ không hỏng được mà nó hỏng khi mà mình để mic nó gây hú rít mic ấy. Thì khi nó hỏng cái đó thì bên em vẫn bảo hành cho anh nhưng mà anh sẽ mất cái chi phí thay linh kiện là cái côn bát côn chết. Đấy, mất cái chi phí đấy đó. Chứ còn tất cả những khác anh bảo hành cho anh. Còn kể cả quá thời gian là 1 năm mà nếu như loa có lỗi thì chúng em vẫn bảo hành thì anh mất cái chi phí linh kiện thôi chứ chúng em vẫn hỗ trợ bảo hành bình thường kể cả 5-10 năm sau. Và cái ví dụ như mình thì ở xa chẳng hạn như này thì thực ra ở Hải Dương thì không xa. À, nếu mà Nghệ An, Hà Tĩnh xa quá thì là những cái đơn xa quá nhá. Như trong hóa đơn tí nữa em gửi anh ấy, thì chúng em sẽ cam kết là gì? Khi mà những khách hàng ở xa mua hàng ấy, mà lỗi ấy, thì là chúng em sẽ yêu cầu là khách hàng là hướng dẫn khách hàng tháo ra, gửi xong, cái cục này về, chúng em gửi lại khách hàng lắp và hướng dẫn. Chúng em gọi video trực tiếp hướng dẫn một một luôn để khách hàng lắp vào lại. Thế còn ở những cái tỉnh lân cận Hà Nội như là Hải Dương, Hưng Yên hay kể cả thậm chí Hải Phòng
thì chúng em đi giao hàng rất là nhiều, thì chúng em sẽ kết hợp những đơn chúng em giao hàng, chúng em qua chúng em xử lý tại nhà cho mình thì nó sẽ gọi là ok hơn cho khách hàng ấy, khách hàng đỡ phải tháo. Thì thực ra cái này tháo nó đơn giản không có gì đâu. Đấy, anh chỉ xoáy cho em 4 cái vít này ra, hai bên hai tay là có 2 cái vít, xoáy ra nhấc cái này ra cái là ok thôi. Tại vì thay cả cụm luôn chứ cái này không phải sửa chữa. Vâng. Thế thôi anh em ra uống nước. Dạ vâng ạ.